Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sanctity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình VPN Hub and Spoke trên Firewall FortiGate. Hub and Spoke là một dạng VPN, trong đó chúng ta sẽ có một thiết bị trung tâm đóng vai trò là Hub. Hub sẽ kết nối VPN tới nhiều remote peer từ xa, đóng vai trò là Spoke. Trên FortiGate hiện tại với phiên bản mới, nếu các bạn cấu hình thì nó sẽ là Auto Discovery VPN, viết tắt là ADVPN. Loại VPN này sẽ cho phép Hub thông báo cho các Spoke về tuyến đường tốt hơn cho lưu lượng giữa hai Spoke mà không cần phải đi qua Hub nữa. Ok, mình đang dựng một mô hình lab đơn giản gồm 3 firewall FortiGate sử dụng phiên bản OS 7.0. IP1 thì mình sử dụng một switch layer 2 để giả lập. Do vậy thì cả 3 firewall đều có IP cùng giải. Trong các mô hình khác thì các bạn cũng chỉ cần cấu hình routing sao cho các firewall có thể ping được đến các IP1 là được. Bên dưới mỗi firewall mình cấu hình một mạng LAN để test kết nối. Các phần cấu hình IP, routing, policy mình đều đã làm xong. Hiện tại các máy tính nội bộ đều đã có thể ping được ra các IP1, nhưng chưa ping được tới các giải LAN của các site khác. Giờ mình sẽ cấu hình VPN Hub and Spoke để kết nối các site này. Trước tiên các bạn cần cấu hình firewall đóng vai trò là Hub trước. Truy cập vào menu VPN, IPsec Wizard. Đặt tên cho VPN Tunnel ở mục Name. Template Type chọn Hub and Spoke. Sau đó chọn Role là Hub. Incoming Interface chọn cổng WAN trong mô hình của các bạn. Nhập Preset Key cho VPN Tunnel. Mục Tunnel IP và Remote IP này là IP hai đầu VPN Tunnel. Các bạn có thể đổi sang giải khác nếu đang trùng với giải IP nội bộ nhé. Mình sẽ để IP là giải 10.10.1.0. VPN Hub and Spoke sẽ sử dụng các phiên IPGP để trao đổi bảng định tuyến giữa các site. Các bạn thiết lập các thông số cho IPGP này. Local Interface chọn cổng LAN. Spoke Type chọn Individual. Sau đó nhập IP cho các Spoke ở bên dưới. Mình đang có 2 Spoke nên mình sẽ tạo 2 IP ở đây. Chọn Grid để tạo VPN. Sau khi nhấn Grid thì FortiGate sẽ tạo cho chúng ta hai config key bên dưới. Các bạn copy lại để add vào Spoke nhé. Config key này sẽ bao gồm một số cấu hình VPN mà chúng ta đã thiết lập trên Hub để chúng ta có thể dễ dàng thiết lập trên Spoke. Như vậy là trên Hub đã xong, giờ mình sẽ cấu hình trên Spoke. Mục Role các bạn chọn là Spoke, sau đó dán config key mà các bạn vừa copy ở Hub, mình sẽ copy lại. Các bạn edit VPN Tunnel trên Hub. Nhấn View ở phần Topology và copy config key này lại. Dán sang Spoke 1 và nhấn Apply. Khi đó thì một số cấu hình VPN Tunnel sẽ tự động áp dụng vào. Các bạn có thể tự thiết lập cũng được, nhưng phải đảm bảo cấu hình các thông số chính xác theo mô hình. Chúng ta nên sử dụng config key để giảm sai sót trong quá trình cấu hình. Nhập preset key vào. Chọn cổng LAN sau đó nhấn grid là xong. Tương tự mình sẽ cấu hình trên Spoke 2. Sau khi cấu hình xong, các bạn quay lại Hub để kiểm tra.
VPN Tunnel của mình đã up với 2 dial-up connection là 2 spot. FortiGate cũng đã tạo sẵn cho chúng ta 2 policy. Các bạn có thể sửa các policy này theo nhu cầu của mình nhé. Mình sẽ ping thử từ các mạng nội bộ. Các site đã thông với nhau. Cấu hình VPN Hub and Spoke chỉ đơn giản như vậy thôi. Nếu các bạn cần add thêm Spoke thì chỉ cần edit VPN trên Hub rồi add thêm Spoke vào là được. Mình sẽ add thử thêm một Spoke vào nhé. Ok, giờ mình sẽ add thêm Spoke 3 vào VPN. Spoke 3 mình sẽ để IP là 10.10.1.5. Sau đó nhấn View và copy config key lại. Trên Spoke 3 mình sẽ cấu hình VPN với config key vừa copy. Quay lại Hub để kiểm tra. Các bạn có thể thấy VPN với Spoke 3 đã up. Các giải LAN nội bộ cũng đã ping được. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình VPN Hub and Spoke trên Firewall FortiGate. Nếu các bạn gặp khó khăn gì thì cứ để lại comment bên dưới video để mọi người cùng nhau khắc phục nhé. Và nếu thấy video hữu ích thì đừng quên ủng hộ mình một like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của CNTT Shop nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.